thể nguyên bản coi như thế nào rồi mình hãy trộn nó nha. Tuyệt vời. Đây mình cũng đã mua hai hũ mắm mặt về, mình thử coi nó như thế nào. Tại là mình dân miền Tây mà mình ăn mắm rất là dễ nha. Đây đóng gói rất là cẩn thận luôn, mắm này kia là mình ăn rất là quen rồi. Xong rồi nó đang dữ gì. Đây là mắm mực thấy nó đang ha, còn đây là mình ăn theo kiểu ăn mắm miền Tây á, xòi chanh nè, cù nèo rau nhúc đó, đậu rồng, đậu bắp, có cà pháo luôn nha. Đặc biệt mắm là ăn với cà pháo rất là ngon. Đây là mình sẽ đổ mắm mực ra nha. Ê, nó đang dữ vậy, sao nó đang dữ vậy. Nguyên bản coi như thế nào rồi mình hãy trộn nó nha. Mặn hơn bà khế nữa. Làm miếng xài vô. Quá mặn rồi. Thôi mình sẽ trộn không? Tỏi ớt. Tỏi ớt là mình đã băm sẵn. Mình để đường vô. Đây. Quá mặn cho nên mình để đường vô nhiều nha. Mặn kinh khủng luôn. Vô một miếng nước nha, tại nó quá mặn rồi. Mặn mình không tưởng luôn á. Đó. Cho vô miếng nước thôi. Mặn chanh đồ vô. Ở mùi nó cũng không có tanh nha. Không có thúi nha. Chủ yếu là nó mặn thôi. Mình thêm chanh miếng đồ vô nha. Cho nó thiệt là chua. Mình phải ăn chua lắm. Chua chua cay cay mặn mặn ngọt ngọt, lụm nó là quéo lắm. Đúng là mắm mực này thiệt, nó đang thiệt chứ. Mặn không tưởng luôn. Đó là mình thử coi. Ok đó. Rất là êm luôn. Mình dài mình phải chế biến theo cái khẩu vị mình ăn mới được nha. Chứ mình để nguyên bản gì là ăn nó mặn dữ lắm. Cuốn với rau nè. Chứ ăn rau này kia, cuốn bánh tráng này rất là ngon. Đây mình cho rau nhúc vô nha. Đó, cù nèo. Đó, đây là lá cù nèo nha, dân miền Tây là cái này ăn mắm rất là ngon. Sầu đâu luôn. Bỏ sầu đâu vô cái mới mới. Điện điển. Điển này. Đây. Đó, cho thịt ba gọi luộc nha. Trời ơi. Quá là tuyệt vời, miếng bún luôn. Một trái đậu rồng, một miếng dưa leo. Rồi mình sẽ cuốn nó vô. Ê, bánh tráng miền Tây. Bánh tráng kỳ quá. Thôi mời tất cả mọi người nữa nè. Đó. Chấm với mắm mắm mực nha. Trời ơi. Ngon. Đúng mà cặp biết ra không ngon. Nó để nguyên mực thì tuyệt vời. Cà pháo luôn. Đúng ngon luôn. Này làm về mình nêm với khẩu vị mình lại nha. Chứ mình để nguyên bản như là ăn không được đâu. Tại nó khác hơn ba khế là người ta trộn sẵn rồi. Quá ngon.
đây là lá cục cùi nghèo của miền Tây. Đúng là ăn mực dai dai đó. Đó, lá cục nghèo của miền Tây nha. Cho miếng bún vô. Lụm thôi. Rất tuyệt vời. Thật đâu. Ah.